Đây là video phần 5 của video siêu cấp tiến hóa từ thạch sùng trở thành Godzilla vua quái vật. Sau khi càn quét bảng tiềm long, Lâm Uyên đành tạm dừng tay lại vì ô huyền cổ lần nhanh như chạch. Mà Mado Thú Đại cũng đưa ra quyết định cho ngừng giao đấu, để các hạt giống giữ sức đi quẩy đại hội giao lưu toàn quốc. Lâm Uyên cũng ké được một chân vào danh sách dự bị thi đấu này. Không biết khi thoát khỏi cái ao làng và bơi ra biển lớn, thì Godzilla Lâm Uyên có thể giữ vững phong độ bách chiến bách thắng của mình hay không đây? Đọc truyện hay tại bémèo.com. Tại khách sạn Yên Kinh, lúc này Tống Lam nhỏ tiếng thông báo với đội trưởng Sở Thiên Dực rằng cái nhóm người vừa mới tiến vào trong sảnh chính là đội hình của Yên Kinh Thú Đại với Trần Long Tượng và Từ Kiêu dẫn đầu. Sở Thiên Dực còn chưa tỏ ra thái độ rõ ràng gì thì cái tên ô huyền cổ đã lanh chanh lên trước rồi. Hắn ta ngạo nghễ tuyên bố sẽ qua đội bạn chào hỏi một tiếng cho biết mặt nhau, dù sao thì bây giờ không làm quen đến lúc thi đấu cũng phải làm quen thôi. Ô huyền cổ rất chi là tự tin tiến tới, giới thiệu bản thân là đội phó của Mado Thú Đại. Còn may cho hắn là thanh niên đô con có quả giao diện rất chi là phúc hậu, Trần Long Tượng kia cũng là dạng người dễ chịu. Cậu ta cũng niềm nở chào hỏi lại một tiếng, giới thiệu bản thân là phó đội trưởng của Yên Kinh Thú Đại. Hai bên tay bắt mặt mừng với nhau, đáng lẽ ra ô huyền cổ phải cảm thấy hãnh diện mới đúng, nhưng mà hắn ta đang cười không nổi. Vì cái tay hộ pháp của Trần Long Tượng thực sự là khỏe vãi bíp, chỉ bắt tay cái thôi mà ô huyền cổ đã thấy lép vế rồi. Hắn ta vội vàng rút tay lại để tránh việc tay bị bóp đau quá lại gào mồm lên thì quê, rồi chuyển sự chú ý qua Từ Kiêu. Nhưng mà Từ Kiêu người cũng như tên vậy, nhìn thấy ô huyền cổ muốn bắt tay chào hỏi thì bơ đẹp luôn, đúng là tay to thì có quyền kiêu ngạo mà. Hơn nữa anh giai này cứ che giấu giấu cái mặt đi, như thể bản thân là idol K-pop sợ cánh paparazzi chụp trộm được không bằng ấy. Tình cảnh tự nhiên rơi vào ngượng ngùng ngang luôn á, đặc biệt là ô huyền cổ, tự nhiên cái mặt mo của hắn không biết phải giấu đi đâu cho nó đỡ quê. May mà Trần Long Tượng kịp thời giải vây tình huống khó xử này, cậu ta xin lỗi ô huyền cổ. Cũng tại Từ Kiêu có cái tính cách hướng nội xương xương thôi ấy mà, bị ngại tiếp xúc với người lạ chứ không phải là kiêu căng gì đâu. Thế là Trần Long Tượng lại túm lấy tay ô huyền cổ lắc lắc thêm chút nữa, khiến cái con rết đen này thốn lắm nhưng không dám ho he nửa lời. Tống Lam tiến ra bắt chuyện đổi chủ đề, muốn hỏi thăm xem đội ngũ Yên Kinh Thú Đại tính đi đâu chơi. Thì hóa ra là bọn họ đang muốn tới đấu trường trong Thú Hồn Điện, ở đó đang có vài trận giao hữu trước giờ gờ của các học sinh với nhau cho vui cửa vui nhà. Lúc này thầy Triệu Sơn Hà cũng tiến ra, tuyên bố nhóm Mado Thú Đại cũng qua đấu trường góp vui cùng sau khi bọn họ làm thủ tục nhận phòng xong xuôi. Với cả thầy Triệu cũng lo lắng trong nhóm học sinh sẽ có mấy con báo thủ nghịch ngu, nên là cứ phải căn dặn bọn họ không được gây chuyện lung tung cái đã. Sở Thiên Dực đại diện đội ngũ nhận lệnh từ thầy Triệu, nhưng mà có thực sự là sẽ ngoan ngoãn không gây chuyện hay không thì còn hên xui lắm. Tại đấu trường của Thú Hồn Điện lúc này, đang có một kèo giao lưu cọ sát diễn ra và số lượng người tập trung hóng hớt bên trên khán đài cũng không ít đâu. Đội ngũ của Mado Thú Đại và Yên Kinh Thú Đại tụ họp thành một nhóm và cùng nhau đi tới, vừa hay quan sát được một trận đấu ra gì và này nọ đấy. Lâm Uyên quan sát cự thú gấu trúc siêu toa khổng lồ đang đứng sừng sững dưới sân đấu thì ngay lập tức liên tưởng đến đội trưởng Trần Trúc Sơn của Thục Xuyên Thú Đại rồi. Về phần đối thủ của cậu ta thì là phó đội trưởng của Kinh Hàng Thú Đại Phương Xí, với thú hồn là một ngộ khỉ. Kèo này bánh cuốn này, thi đấu chính thức còn chưa có diễn ra mà mọi người đã có thể xem trận so tài cấp đội trưởng rồi. Dưới sân lúc này, ngộ khỉ Phương Xí nghịch lửa bao bọc lấy đôi tay của mình, sau đó mạnh mẽ tiến công về phía Kung Fu Panda Trần Trúc Sơn. Kung Fu Panda Trần Trúc Sơn nhìn có vẻ béo béo ục ịch thế thôi, nhưng mà cậu ta dễ dàng bật nhảy lên cao khiến cho đòn công kích tới của ngộ khỉ Phương Xí đánh vào không khí. Chỉ qua vài động tác cơ bản này thôi, Lâm Uyên cũng đã thấy được độ thông thạo chiến đấu của Trần Trúc Sơn rồi, mọi hành động đều vô cùng chuẩn chỉ không có lấy một thao tác thừa thãi nào. Kung Fu Panda Trần Trúc Sơn sau khi tiếp đất thì vận nội công vào đôi găng tay thú thần binh của mình. Sau đó tung một đấm mạnh mẽ trả đòn lại ngộ khỉ Phương Xí, ép đối phương phải bật lùi về sau tránh né. Nhưng mà né được quyền đầu tiên chứ thoát thế méo nào được quyền thứ hai, rất nhanh ngộ khỉ Phương Xí đã bị Kung Fu Panda tặng cho một đấm hộc máu mồm luôn rồi. Thừa thắng xông lên, Kung Fu Panda Trần Trúc Sơn múa tay liên tục như trung tử đơn múa võ, dã cho ngộ khỉ Phương Xí chỉ có thể đan tay lại đứng ăn đòn tại chỗ. Vương Lân Hổ ngồi trên khán đài quan sát mà hoa cả mắt, lần đầu tiên anh ta nhìn thấy bộ quyền pháp ảo diệu như này luôn á. Lâm Uyên phải nhắc lại cho Vương Lân Hổ nhớ đây là Vịnh Xuân quyền thành danh của Trần Trúc Sơn đó. Cậu ta đã dung hợp hoàn hảo bộ quyền pháp của mình vào thú hồn chiến đấu, thế nên mới là Kung Fu Panda chứ. Vịnh Xuân quyền nổi tiếng là công thủ vẹn toàn, có thể nói là lấy một đánh 10 cũng có thể, hơn nữa Trần Trúc Sơn lại còn trang bị cả thú thần binh nữa chứ. Vương Kim Trạch xác nhận đôi bao tay mà Kung Fu Panda Triệu Trúc Sơn đang đeo có khả năng hút lấy khí huyết của đối thủ và truyền về cho người sở hữu đó. Đơn giản hóa mà nói thì Kung Fu Panda Trần Trúc Sơn có thêm khả năng phụ tương tự với dây leo xanh Lý Thanh Nam rồi. Thế cho nên là trong lúc chiến đấu với quốc bảo vô chi này, tốt nhất không thể để cậu ta tiếp cận gần người được.
Nói là thế chứ lúc này dưới sân Ngộ Khỉ Phương Xí bị áp sát bón cho no hành luôn rồi, đến cái mức độ phải phát động cả bí kỹ của bản thân luôn. Ngộ Khỉ Phương Xí bất chợt bùng lên ngọn lửa nóng hừng hực quanh thân, nhìn qua thì cũng áp đảo khí thế của Kung Fu Panda Trần Trúc Sơn ra phết đấy. Vương Lân Hổ lại bất ngờ nữa, anh ta không nghĩ tới Phương Xí còn sở hữu cả bí kỹ luôn. Vương Kim Trạch thì thấy Phương Xí húng chóa quá rồi, còn chưa thi đấu chính thức đã để lộ bí kỹ thì lộ hết bài rồi còn đâu nữa. Bí kỹ chính là kỹ năng đặc biệt của thú hồn sư. Cái đồ chơi này không nhất thiết phải là thiên phú cũng có thể nắm giữ được, hơn nữa bí kỹ mạnh mẽ cũng có thể xem như là bảo vật vô giá đó. Nhưng mà với cái tình cảnh hiện tại, Phương Xí không bung hết sức ra không được, cậu ta là phó đội trưởng của kinh hàng thú đại. Nếu như thua khó coi quá sẽ làm giảm sĩ khí của cả đội nên là buộc phải làm liều thôi. Quả thực là sau khi dùng bí kỹ thì đòn tấn công của Ngộ Khỉ Phương Xí trông lực hẳn, thế nhưng mà Kung Fu Panda Trần Trúc Sơn vẫn né tránh như chơi ấy mà. Chốt hạ, Kung Fu Panda Trần Trúc Sơn tung một cú đấm móc đầy uy tín, khiến Ngộ Khỉ Phương Xí muốn lệch miệng quai hàm, sau đó đập thêm một chưởng khiến đối phương bay thẳng ra góc đấu trường rồi mới thu công. Tiếc quá trời, nếu Phương Xí chịu dùng bí kỹ từ sớm thì có khi còn có thể đánh với Trần Trúc Sơn được một trận ra trò hơn nữa. Vương Kim Trạch cũng thấy tiếc vãi, nếu mà có thể khều được bí kỹ của Trần Trúc Sơn thì càng tuyệt hơn. Đúng là phong cách của con buôn tình báo, Vương Kim Trạch có lối suy nghĩ chẳng giống ai cả. Trần Trúc Sơn hóa trở lại hình người, vươn vai cái nhẹ sau đó hỏi thăm xem còn thanh niên nào muốn lên trao đổi chiêu thức nữa hay không để biết đường. Sau khi nghe được Trần Trúc Sơn buông lời khiêu chiến tìm kiếm đối thủ tiếp theo, Vương Kim Trạch cảm thấy việc cậu ta làm rất chi là không thông minh. Nếu cứ tiếp tục xa luân chiến như thế, thì sớm muộn toàn bộ phương thức chiến đấu của Trần Trúc Sơn cũng bị lộ tẩy hết, nhưng Lâm Uyên không cảm thấy như thế. Cậu ta hiểu rõ Trần Trúc Sơn là một thú hồn sư, đội trưởng của một đội thi đấu, nhưng cậu ta cũng là một người học võ. Mà đã là người học võ, thì sẽ không ngừng khẳng định bản thân thông qua các trận chiến. Nói dễ hiểu hơn chính là, Trần Trúc Sơn đang có ý mượn những tay to khác ở đây để mài giũa bản thân mình đó. Tô Mộ Tuyết hỏi thăm Lâm Uyên có muốn xuống giao lưu cọ sát một chút cho vui cửa vui nhà hay không, nhưng mà Lâm Uyên chê nhà. Cậu cảm thấy định hướng của bản thân và Trần Trúc Sơn không giống nhau, thế nên việc xuống giao lưu cọ sát cũng chỉ tổ phí thời gian thôi. Nhưng mà có kẻ lại nghĩ Lâm Uyên đang sợ. Ô Huyền Cổ cảm thấy Phương Xí là thú vương cấp 7 vẫn ăn no hành, thì Lâm Uyên có thể làm ăn được gì cơ chứ? Tô Mộ Tuyết cảm thấy con rết đen Ô Huyền Cổ lắm mồm thật sự, chẳng ai nhờ hắn phải mở mồm. Nhưng mà hắn cứ thích chĩa mũi vào chuyện của người khác thế để làm cái gì không biết. Nhưng mà Ô Huyền Cổ vẫn cứ mồm mép tép nhảy. Hắn ta cho rằng Lâm Uyên chỉ là phế vật thiên phú cấp E thôi. Có thể làm ăn được gì cơ chứ, đợi giải đấu chính thức mở ra là hiểu vấn đề ngay. Tô Mộ Tuyết thấy cái tên Ô Huyền Cổ kia cứ thích gây sự với bạn trai mình thì cú máu lắm rồi, đứng phắt dậy muốn vả cho hắn một trận. Nhưng Lâm Uyên kịp thời túm tay Tô Mộ Tuyết lại, nhẹ nhàng lắc đầu ra hiệu cho cô không việc gì phải đấm Ô Huyền Cổ cho bẩn tay. Ô Huyền Cổ còn muốn hứ hừ các kiểu, nhưng mà nhìn thấy ánh mắt rất chi là xem thường của Lâm Uyên thì hắn lại không thể nào vui vẻ nổi. Vương Kim Trạch lại thầm nghĩ nếu Lâm Uyên có hứng thú bem nhau với Trần Trúc Sơn thì chắc chắn sẽ gáy bẩn thật to để lùa gà làm kèo kiếm tiền, nhưng lần này Lâm Uyên lại không nói gì cả. Tuy không nói gì nhưng thái độ của Lâm Uyên lại vô cùng điềm tĩnh, khiến Vương Kim Trạch cảm thấy chắc chắn là Lâm Uyên có khả năng vờn nhau với Trần Trúc Sơn một trận. Đúng lúc này, Sở Thiên Dực bất ngờ đứng dậy và tuyên bố muốn giao lưu với Trần Trúc Sơn một trận. Tống Lam thấy thế thì vội vàng cản lại ngay, việc Sở Thiên Dực va nhau với Trần Trúc Sơn chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới sĩ khí của cả đội ngũ. Nếu như thắng thì không còn gì để nói, chứ lỡ thua ra đấy thì ai mà đỡ được. Những người khác cũng lên tiếng khuyên can, dù sao thì đến lúc thi đấu cũng sẽ va chạm với nhau thôi, việc gì phải đánh kèo lẻ từ sớm làm gì. Nhưng mà ai ngờ được ngăn được bước chân của Sở Thiên Dực rồi, thì con báo thủ Ô Huyền Cổ lại nhảy xuống đòi ra sân. Lâm Uyên cười khẩy khi thấy tên Ô Huyền Cổ này tự tin đến thế, hắn ta cũng muốn thể hiện bản thân quá rồi. Tu vi thú vương 7 sao của Ô Huyền Cổ là do đan dược đập vào mà có được, chắc chắn là căn cơ mềm như sợi bún. Hắn ta có thể thắng được Trần Trúc Sơn mới là lạ đấy. Nhưng mà nhìn mặt mày tên này tự tin ghê lắm, rất có thể hắn ta có phòng bị nào đó. Ô Huyền Cổ tiến lên sân đấu báo họ tên, khiến Trần Trúc Sơn vô cùng phấn khích. Ma Đô Thú Đại và Yên Kinh Thú Đại chính là mục tiêu chính của Trần Trúc Sơn để mài giũa bản thân mà. Cả hai nhanh chóng tiến hành dung hợp thú hồn, đưa lên sân đấu sự xuất hiện của một con gấu trúc và một con rết đen bự trà bá, ngâm rượu cứ phải gọi là nhức cái nách luôn. Đám đông đang quan sát trên khán đài khi nhìn thấy thú hồn của Ô Huyền Cổ phải trầm trồ hết cả lên. Thú hồn này hiếm lắm đó, kiếm được cái bình rượu đủ to để nhét vào cũng hơi bị hiếm à nha. Kèo đấu của đội trưởng Thục Xuyên Thú Đại và đội phó của Ma Đô Thú Đại nghe thôi đã thấy phấn khích rồi. Trận chiến vừa bắt đầu, ngay lập tức rết đen Ô Huyền Cổ mở rộng cái khoang miệng lởm chởm răng nhọn của mình ra, hà hơi thổi ngạt phun một luồng khí độc về phía Kung Fu Panda Trần Trúc Sơn. Kung Fu Panda không chút nao núng cũng triệu hồi ra một tấm khiên tạo thành từ những đoạn trúc xanh biếc.
Đừng nhìn nó đơn sơ thế mà khinh thường, đồ chơi của Kung Fu Panda Trần Trúc Sơn vừa tung ra là thú thần binh chuyên phòng thủ, giảm sát thương vô cùng hiệu quả. Hơn nữa còn có công dụng thanh lọc không khí, bài trừ bụi mịn, rất thích hợp để đối phó với thành phần thích gây ô nhiễm môi trường như rết đen ô huyền cổ đấy. Quả nhiên là sau đòn hà hơi thổi ngạt của rết đen ô huyền cổ thì Kung Fu Panda Trần Trúc Sơn chẳng si nhê gì cả, cậu ta lập tức vận sức đấm thẳng về phía đối phương. Nhưng mà sau khi thăng cấp lên thú vương cấp 7, rết đen ô huyền cổ tự tin ghê lắm. Bởi lúc này đôi cánh trên lưng hắn không còn để trang trí nữa rồi, mà thực sự đã có thể giúp hắn ta bay lượn được. Đang kèo đấu chạy bộ tự nhiên con rết đen kia lại chấp cánh bay lên khiến Kung Fu Panda Trần Trúc Sơn thấy kèo đấu cấn cấn ngang á. Rết đen ô huyền cổ phiêu phù trên đỉnh đầu Kung Fu Panda Trần Trúc Sơn, sau đó hắn ta lại tiếp tục hà hơi thổi ngạt, nhưng lần này còn bonus thêm vô số châm nhọn màu tím ngắt phủ xuống như mưa nữa. Vương Kim Trạch nhìn cái là nhận ra ngay, đồ chơi mà rết đen ô huyền cổ sử dụng chính là thực cốt độc châm, hàng tuyển trong cấp thú vương đó, cũng không biết là tên này đào đâu ra đồ xịn thế. Cái này thì có gì mà phải đoán cơ chứ, đồ tốt như thế chắc chắn là người cậu Lý Hưởng Quỷ của ô huyền cổ trao cho hắn rồi. Quả nhiên là đống châm độc kia cắm vào người Kung Fu Panda Trần Trúc Sơn đã khiến cho cậu ta tiến vào trạng thái trúng độc nhẹ nhẹ và mức độ độc tính đang tăng lên một cách nhanh chóng. Nhìn đối phương đã lờ đờ đi rất nhiều, rết đen ô huyền cổ lập tức lao xuống, sau đó cuộn chặt Kung Fu Panda Trần Trúc Sơn lại. Tống Lam không nghĩ tới là ô huyền cổ còn có thể chiếm thế thượng phong luôn á, xem ra tên này cũng có chút bản lĩnh đấy. Nhưng Lâm Uyên khẳng định đến đây là hết cỡ rồi, ô huyền cổ muốn thắng được Trần Trúc Sơn nghe chừng là khó lắm. Lý Thanh Nam lập tức nhảy vào họng Lâm Uyên, cà khịa Lâm Uyên không dám xuống sân đấu còn ở trên này phán như đúng rồi. Thì ra cái tên dây leo này thích tông đầu vào dọ, Lâm Uyên gạ kèo Lý Thanh Nam làm một trò chơi nho nhỏ đi. Trò chơi thần số học liên quan đến xác suất thống kê tính toán tỷ lệ và cả sự may mắn nữa, mà nói nôm na là đánh cược ấy. Kèo xem Trần Trúc Sơn và ô huyền cổ ai sẽ giành chiến thắng, tiền cược là một món thú thần binh và Lâm Uyên bắt chắc kèo Trần Trúc Sơn rồi. Lý Thanh Nam cảm thấy kèo cá cược này nó trên kèo vãi ra, Trần Trúc Sơn đã trúng độc rồi thì còn cửa nào mà thắng được nữa, vậy mà Lâm Uyên còn tự tin bắt kèo cậu ta. Tự nhiên có thú thần binh miễn phí dâng tới tận mồm thì Lý Thanh Nam lại trả đớp vội, bắt kèo với Lâm Uyên luôn chứ. Thế nhưng có thật là Lý Thanh Nam ăn được tiền của Lâm Uyên hay không thì chưa chắc đâu. Lúc này ở dưới sân đấu, rết đen ô huyền cổ cũng đang ngày càng siết chặt Kung Fu Panda Trần Trúc Sơn hơn nữa, ngạo mạn tuyên bố đối phương hết cửa rồi, tự nhận thua đi cho nó nhẹ nhàng. Thế nhưng Kung Fu Panda vẫn trâu bò vãi bíp, hai tay vẫn nắm chặt được hai gọng kìm của rết đen mà từ từ bẻ ra. Rết đen ô huyền cổ giật mình thon thót, rõ ràng là Kung Fu Panda Trần Trúc Sơn đã dính độc rồi, thế nhưng mà sức mạnh thể hiện ra vẫn cứ như là không hề hấn gì vậy. Bất ngờ Kung Fu Panda Trần Trúc Sơn gồng mạnh một đòn toàn lực, thành công hất văng rết đen ô huyền cổ ra ngoài. Tiếp theo, Kung Fu Panda không ngừng tay tung liên hoàn đấm lên thân thể rết đen ô huyền cổ, khiến hắn ta đau đến trợn ngược cả mắt lên. Lý Thanh Nam trên khán đài cũng giật mình thon thót, rõ ràng kèo cá cược hắn đang ở kèo trên, thế mà chỉ trong tích tắc thôi đã rơi tuột xuống kèo dưới luôn rồi. Có khán giả cho rằng Kung Fu Panda Trần Trúc Sơn đúng là da dày thịt béo, mặc kệ độc tố nhập thể vẫn có thể bung ra sức mạnh khủng khiếp như vậy. Những người khác lại cho rằng tất cả là vì thực lực của rết đen ô huyền cổ quá cùi bắp, mang tiếng đội phó ma đô thú đại thế nhưng chỉ có chút tiểu xảo, còn lại chỉ được cái đem đi ngâm rượu chứ chẳng được tích sự gì. Rết đen ô huyền cổ bị Kung Fu Panda đấm liên tục vào người, lớp vỏ của hắn cũng đã xuất hiện dấu hiệu rạn nứt không thể cứu vãn được nữa rồi. Thế nhưng tên rết đen ô huyền cổ này lại không thể chấp nhận việc bản thân thua một cách mất mặt như thế được, hắn vẫn muốn hà hơi thổi ngạt để cứu vãn tình thế. Thế nhưng mà mồm của tên rết đen ô huyền cổ thực sự là thúi quá rồi, Kung Fu Panda không thể để hắn há mồm ra thêm nữa. Cậu ta vận sức vào nắm đấm của mình, sau đó tung ra một cú đấm thôi sơn cho rết đen ô huyền cổ răng môi lẫn lộn luôn. Nhìn thấy Kung Fu Panda vẫn còn muốn tung đòn tiếp, rết đen ô huyền cổ sợ mất mật, vội vàng gào mồm lên nhận thua tránh kiếp nạn làm bao cát tập đấm. Kung Fu Panda Trần Trúc Sơn thấy cấn cấn à nha, rõ ràng rết đen ô huyền cổ ngạo mạn bản thân là thú vương cấp 7 cơ mà. Thế nhưng thực lực lại gà yếu một cách đáng thương luôn á. Trên khán đài, Vương Kim Trạch phải ngả mũ thán phục rồi, Lâm Uyên cứ như là Gia Cát Lượng vậy, phán đâu chúng đó. Cái này thì đơn giản thôi, đứng trước thực lực tuyệt đối thì mọi trò tiểu xảo cũng chỉ là trò con nít. Ô huyền cổ mới thăng cấp dựa vào đan dược, căn cơ mềm như sợi bún, chắc chắn là không có cửa đánh lại Trần Trúc Sơn rồi. Vương Kim Trạch đá đều Lý Thanh Nam ngay, dạy dỗ cho tên kia một bài học thế nào gọi là khiêm tốn, sông sâu tĩnh lặng, lúa chín cúi đầu thì mới thành công được. Dưới sân, ô huyền cổ và Trần Trúc Sơn đã hóa giải trạng thái thú hồn. Trần Trúc Sơn chắp tay khiêm tốn công nhận ô huyền cổ cũng ra gì đấy, tiểu xảo chơi ác suýt chút nữa thì cậu ta đã thua rồi. Ô huyền cổ bị đánh cho bầm dập te tua không dám bố láo nữa, chỉ có thể nhận là tài năng không bằng người, bị Trần Trúc Sơn đè ra đánh là đúng. Đúng lúc này,
Có người hỏi thăm với trạng thái hiện tại thì Trần Trúc Sơn có thể tiếp nhận khiêu chiến được nữa hay không, người tới chính là Trần Long Tượng đây. Lúc này nhóm Lâm Uyên mới để ý, cái thân ảnh to như ngọn núi của Trần Long Tượng ngồi cùng bọn họ đã biến mất từ lúc nào rồi. Cái này rất vừa ý Lâm Uyên đấy, cậu ta cũng đang vô cùng tò mò không biết thực lực của Trần Long Tượng đến cái mức độ nào. Dưới sân, Từ Kiêu không biết đã tốc biến xuống từ khi nào kéo kéo áo của Trần Long Tượng. Cậu ta ra hiệu nói nhỏ thôi, sau đó nhắc nhở Trần Long Tượng rằng hiệu trưởng đã có lệnh các thí sinh của Yên Kinh Thú Đại không được đi gây sự lung tung. Cũng đã dặn dò Từ Kiêu trông chừng các bạn rồi đấy. Nhưng Trần Long Tượng đang ham chơi, chắc chắn là phải giao lưu một trận mới chịu được. Cậu ta hứa nếu hiệu trưởng có trách phạt thì cậu ta cũng sẽ tự chịu trách nhiệm. Trần Long Tượng đã nói như thế thì thôi vậy, Từ Kiêu cũng không cản nữa. Thông qua cuộc trao đổi nhỏ nhẹ này, Lâm Uyên quan sát từ xa có thể xác định đúng là Từ Kiêu có cái tính hướng nội thật rồi, cứ rụt rè ngại ngại thế nào ấy. Trần Long Tượng từ từ bước về phía Trần Trúc Sơn, sau đó đưa ra một hộp quà nhỏ tặng cho cậu ta. Bên trong chiếc hộp đó là thanh bích đan, một loại đồ chơi giải độc đồng thời hồi phục thể lực. Trần Long Tượng không muốn đấu với Trần Trúc Sơn trong trạng thái hiện tại, có thắng cũng chẳng vẻ vang gì cả. Trần Long Tượng sẵn sàng đợi Trần Trúc Sơn cắn thuốc hồi phục trạng thái tới mức hoàn hảo xong rồi mới làm một trận, như thế mới đã tay. Vương Kim Trạch cảm thấy Trần Long Tượng đúng là phú nhị đại mà, một viên thanh bích đan kia cũng có giá hơn 20 vạn đó. Xem cách người giàu người ta đánh giá nhau kìa, Vương Kim Trạch làm như cậu ta thì không phải là phú nhị đại ấy. Nhưng Vương Kim Trạch khẳng định bản thân là tay trắng lập nghiệp, tự làm tự ăn, chắc chắn không thể chơi sang như Trần Long Tượng được. Có chắc là thế không, Tô Mộ Tuyết bóc phốt Vương Kim Trạch mới bao Lâm Uyên một chầu ăn uống hết vài chục vạn còn gì nữa. Tạm bỏ qua việc của Vương Kim Trạch đi, dưới sân, Trần Trúc Sơn cảm tạ món quà gặp mặt của Trần Long Tượng, sau đó đi cắn thuốc ngay để còn bồi tiếp đối thủ nặng ký này nữa chứ. Nửa tiếng sau, Trần Trúc Sơn đã khôi phục gần như là hoàn hảo, cậu ta lập tức tiến ra bắt đầu kèo giao hữu với Trần Long Tượng ngay. Cả hai đồng thời tiến vào trạng thái thú hồn dung hợp, với Trần Long Tượng thì cậu ta hóa thành một con voi chiến to như ngọn núi luôn á. Khí thế mà Trần Long Tượng tỏa ra không đùa được đâu, theo tình báo thì cậu ta đã đạt tới thú vương cấp 8 rồi. Nhóm của Lâm Uyên có thể được thầy cô búp thực lực cho, thì chắc chắn là các đội ngũ khác cũng không kém phần đâu. Dưới sân lúc này, Kung Fu Panda Trần Trúc Sơn đã triệu hồi ra khiên trúc của bản thân, kêu voi chiến Trần Long Tượng cứ dồn hết sức mà phóng qua đây. Cái này quá mức hợp ý voi chiến Trần Long Tượng rồi, cậu ta nâng cao chân trước của mình lên, tung bí kỹ voi đạp về phía Kung Fu Panda Trần Trúc Sơn. Mà Kung Fu Panda Trần Trúc Sơn cũng không giấu bài nữa, tung ra bí kỹ Thanh Sơn Thủ chống đỡ. Thế nhưng mà xem chừng mấy cây trúc xếp chồng lên nhau không đỡ được sức nặng của voi chiến Trần Long Tượng rồi. Thế phòng thủ của Kung Fu Panda Trần Trúc Sơn đang bị giãn nứt với một tốc độ nhanh chóng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Khiên trúc của Kung Fu Panda Trần Trúc Sơn bị đạp vỡ, khiến cậu ta nhận lấy toàn bộ dư chấn mà hộc máu mồm bay ngược về sau. Chỉ mới một chiêu, voi chiến Trần Long Tượng đã cho Kung Fu Panda Trần Trúc Sơn sụi lơ ở góc chiến đài rồi. Một chiêu giải quyết nhanh gọn Kung Fu Panda Trần Trúc Sơn này của voi chiến Trần Long Tượng đã kéo lên sự bàn tán xôn xao của khán giả. Bọn họ cảm thấy cách biệt giữa hai đội phó của Yên Kinh Thú Đại và Ma Đô Thú Đại cũng phải tầm cỡ trời với đất rồi. Ô Huyền Cổ lúc này chỉ hận không có cái khe đất nứt ra cho con rết đen nhà hắn chui xuống thôi, quả này thực sự là đem mặt mũi vứt đi hết rồi. Ô Huyền Cổ thấy rén ngang luôn đó, đây chính là thực lực cách biệt của Yên Kinh Thú Đại hay gì. Không đợi Trần Long Tượng thả lỏng, Sở Thiên Dực đã đứng lên tuyên bố muốn va nhau với cậu ta rồi. Vương Lân Hổ thấy thế liền khuyên Sở Thiên Dực đừng có manh động. Ô Huyền Cổ thua thì Ma Đô không quan tâm chứ Sở Thiên Dực mà thua là cũng mệt phết đấy. Trần Long Tượng thấy đội trưởng của Ma Đô Thú Đại muốn bắt kèo với mình thì chiến ý bừng bừng, lại nhận kèo vội luôn ấy chứ. Nhưng mà không đợi Trần Long Tượng hào hứng được bao lâu, Từ Kiêu lại một lần nữa xuất hiện bên cạnh Trần Long Tượng và kêu cậu ta dừng lại rồi. Từ Kiêu cũng không muốn tí một lại phải bước xuống đài thế này đâu, cứ bị ánh mắt soi mói của mọi người chĩa về phía mình khiến cậu ta không quen chút nào. Từ Kiêu nhẹ nhàng bảo Trần Long Tượng dừng lại thôi, còn càng quấy nữa là hiệu trưởng phạt thật đó. Còn Trần Long Tượng mà cứ đòi oánh nhau tiếp thì Từ Kiêu sẽ đích thân vui đùa cùng cậu ta đó. Mới nói đến đó thôi là Trần Long Tượng rén liền, cậu ta không muốn bị đè ra bón cho no hành vào mồm đâu. Trần Long Tượng phải lớn tiếng từ chối lời đề nghị của Sở Thiên Dực thôi, lý do là Từ Kiêu đã xích cổ voi chiến lại rồi không cho đánh nữa. Chỉ thông qua chuyện nho nhỏ thế này thôi cũng đã đủ để thấy Từ Kiêu không hề tầm thường rồi, chiến lực mạnh mẽ như Trần Long Tượng còn phải nghe lời răm rắp cơ mà. Lâm Uyên quan tâm hơn đó là thực lực của đội trưởng đội phó Yên Kinh đã ao trình như thế này rồi, đối với Ma Đô Thú Đại là một đả kích không hề nhỏ đâu. Vương Kim Trạch lại đá xéo cái chơi, với thực lực của Thẩm Thương thì chắc chắn là trên cơ Ô Huyền Cổ. Mà Tô Mộ Tuyết lại còn đánh bại Thẩm Thương thì chức đội phó phải là của cô mới đúng, tên Ô Huyền Cổ cũng chỉ là dựa vào nhà mặt phố có ông cậu làm to mà giữ chức đội phó thôi. Lâm Uyên chợt nhớ ra, sao Tô Mộ Tuyết không lên sân dạo chơi một chút, nhưng cô nàng thấy bạn trai của mình không lên thì cô lên làm cái gì?
Theo như từ đầu tới giờ, người có thể thắng được Tô Mộ Tuyết chỉ có Trần Long Tượng thôi. Về phần Trần Trúc Sơn ấy mà, Tô Mộ Tuyết chắc kèo 7 giờ 3 phút đó. Là Tô Mộ Tuyết nắm chắc 7 phần chiến thắng cơ đó, thực lực của cô không phải dạng vừa đâu. Lâm Uyên cũng phải giật mình luôn đó, chắc hẳn Tô Mộ Tuyết còn giấu nhiều bài chưa tung ra lắm đây. Tô Mộ Tuyết tự tin lắm, từ giờ có tên nào mà Lâm Uyên không xử lý được thì cứ giao hết cho cô, đến lúc cô trở thành người bảo kê cho Lâm Uyên rồi. Cùng lúc, Tống Lam nhắc nhở mọi người hiệu trưởng của bọn họ đã tìm đến. Mà không chỉ có hiệu trưởng Vương Đình đến, mà hiệu trưởng của Yên Kinh Thú Đại Tô Đế Diễm cũng tới luôn. Sự xuất hiện của ông ta lại khiến Tô Mộ Tuyết nép lại trốn kỹ sau lưng Lâm Uyên không muốn tiến ra chào hỏi. Lâm Uyên lập tức đoán ra có thể vị hiệu trưởng kia chính là người khiến Tô Mộ Tuyết không muốn tới Yên Kinh Thú Đại đây mà. Lâm Uyên thấy họ của Tô Mộ Tuyết và Tô Đế Diễm giống nhau, thế thì chắc là có quan hệ họ hàng máu mủ gì rồi đây. Trước đây thầy Triệu Sơn Hà cũng nói ra thế của Tô Mộ Tuyết khủng lắm mà. Lâm Uyên bắt bài ngay, rất có thể Tô Đế Diễm chính là cha của Tô Mộ Tuyết. Nhưng Tô Mộ Tuyết từ chối có người cha như ông ta, dường như là Tô Đế Diễm đã làm gì đó khiến con gái ghét cay ghét đắng mình rồi. Đến cái mức độ từ mặt luôn như này thì không biết Tô Đế Diễm sẽ là con người như nào đây. Ở bên này, Vương Đình cũng đang gạ Tô Đế Diễm nên cùng nhau rời đi trước, tránh việc các học sinh bị áp lực quá lại không tự nhiên. Tô Đế Diễm đồng ý với lời đề nghị này, ông ấy chỉ nhìn lướt qua chỗ của Tô Mộ Tuyết và buồn lòng vì thấy được con gái vẫn chưa tha thứ cho mình. Nghe qua thì không giống như trực tiếp đắc tội với con gái, mà Tô Đế Diễm lại buồn lòng vì con gái còn căm ghét mình thế kia, chắc là có liên quan đến mẹ của Tô Mộ Tuyết chăng? Ê nhưng mà, cái thằng đang che chắn cho con gái mình là cái thằng nào thế nhỉ? Tâm lý chung của mọi ông bố thôi, thấy con gái mình dựa dẫm vào một thằng con trai xa lạ nào đó là nổi thái độ đề phòng thù hận ngay được. Xem chừng là lần gặp mặt đầu tiên của Lâm Uyên với bố vợ không mấy vui vẻ rồi, chưa gì đã trợn mắt nhìn nhau thế này. Đến cái mức độ mà hừng hực chiến ý luôn ấy, xem ra tình cảm bố vợ và con rể cũng bùng nổ ra phết đây. Nhìn qua bóng mờ thú hồn tỏa ra của hai người, có khi nào là Godzilla sẽ va nhau với bố vợ là King Ghidorah ấy chứ, kèo này chưa gì đã thấy cuốn hút rồi. Nhưng mà dù sao Tô Đế Diễm cũng là cường giả tay to, hơn nữa còn là hiệu trưởng một trường, không thể ngay tại chỗ xử lý Lâm Uyên được. Ổng quay người đi, sau đó thái độ khó chịu hỏi thăm cái tên đang đứng chắn trước Tô Mộ Tuyết là cái thằng nào. Vương Đình cũng thành thật chia sẻ về Lâm Uyên rằng cậu ta là đệ tử của Triệu Sơn Hà và là người dự bị của Ma Đô Thú Đại. Nghe tới Lâm Uyên chỉ là thành phần dự bị mà Tô Đế Diễm giật mình luôn á, hiệu trưởng Vương Đình khéo đùa, mặc dù Tô Đế Diễm không thích con gái mình gần gũi với thằng con trai xa lạ nào đấy. Nhưng mà ông cũng phải công nhận khí thế của Lâm Uyên không vừa đâu, không lý nào lại chỉ là người dự bị được. Sau khi hiệu trưởng Vương Đình cùng hiệu trưởng Tô Đế Diễm dắt tay nhau rời đi, Lâm Uyên cũng đề nghị Tô Mộ Tuyết trở về khách sạn thôi. Đúng lúc này, một ánh mắt như muốn trực chờ ăn tươi nuốt sống Lâm Uyên đánh động khiến cậu chú ý tới. Đứng trên đài cao cách đấy không xa, chính là Vu Mặc Huyền, chính là cái tên đã bị Lâm Uyên đập cho không nhấc được người trong lần thi tuyển chọn vào trường đại học đó. Lâm Uyên khá là ngạc nhiên khi Vu Mặc Huyền xuất hiện ở đây, nhưng mà Tô Mộ Tuyết thì biết được một số thông tin đấy. Theo như cô biết thì cái tên Vu Mặc Huyền kia là vé vốt tiến vào Dực Bắc Thú Đại. Danh tiếng của trường kia cũng rất thấp, thế cho nên là với trình độ của Vu Mặc Huyền chính là tay to hàng đầu ở ngôi trường đó rồi. Lâm Uyên còn tưởng là Vu Mặc Huyền vào được trường top nào đó thì mới đáng lưu ý cơ, chứ chỉ là làm vương ở cái nơi khỉ ho co gáy thì chẳng đáng để lưu tâm, cứ kệ xác hắn ta thôi. Vào buổi tối, sau khi trở về phòng trong khách sạn, việc đầu tiên Lâm Uyên muốn làm là tắm một phát cho nó sảng khoái cơ thể cái đã. Tiểu Long hỏi thăm xem Lâm Uyên có muốn tu luyện hay không, hay là cứ tranh thủ xả hơi một bữa trước đã. Thế nhưng hôm nay được chứng kiến năng lực của các thiên tài trường khác như thế, thì Lâm Uyên sao có thể thả lỏng được. Lại thêm cái Vương Kim Trạch ở cùng phòng với Lâm Uyên nói hôm nay cậu ta sẽ đi bay về muộn. Vậy thì Lâm Uyên phải tranh thủ đập nốt số điểm tiến hóa còn dự trữ trong người để tiến vào hàng ngũ thú vương cấp 8 mới được. Thấm thoát hai ngày đã trôi qua, thời gian trôi nhanh có thể nói là như chóa chạy ngoài đồng vậy. Sáng sớm, tất cả các đội thi đấu đã thay xong trang phục của trường mình rồi tập trung ở đại sảnh. Vương Kim Trạch lai ngó đông ngó tây, sau đó thì thầm với Lâm Uyên về một đội thi nào đó đóng nguyên cây xanh lá đi thi đấu. Cậu ta lại còn châm chọc may mà đội tuyển kia không có đồng phục mũ, không thì cả đám lại được đội nón xanh, ý là bị cắm sừng ấy, rồi đấy. Lâm Uyên thấy Vương Kim Trạch tào lao bí đao ghê luôn á, nhưng mà dù sao thì đó cũng là bạn mình nên là cậu không thể gắt gỏng quá được. Lúc này Tô Mộ Tuyết cũng tìm tới nơi, nhìn cô xuất hiện giữa một đại sảnh tập trung toàn là được dựa quả thực là làm sáng bừng không gian xung quanh lên mà. Gần như tất cả tuyển thủ đi thi đấu đều là con trai hết, thế nên có hoa khôi Tô Mộ Tuyết xuất hiện ở đây nhìn khung cảnh cũng tươi mát hẳn ra. Tô Mộ Tuyết hỏi thăm Lâm Uyên trốn đâu hai ngày nay mà không thấy mặt mũi đâu, vốn dĩ cô còn muốn dẫn cậu đi tham quan Yên Kinh cho quen phố phường đường xá nữa. Nói chung là Tô Mộ Tuyết sẽ phải làm quen với việc này dài dài thôi, xác định đồng hành cùng ông thần hở ra là tu luyện Lâm Uyên này thì không có thời gian rảnh để mà đi chơi đâu.
Cậu ta vùi đầu vào tu luyện hai ngày nay cũng đã có được một chút thành quả rồi đấy. Tô Mộ Tuyết nghe phát là biết ngay bạn trai mình lại có đột phá rồi, giết rồi cô cũng quen với cái kiểu đột phá nước rút của Lâm Uyên. Lúc này đám người Ô Huyền Cổ cũng đi ngang qua. Cái tên rết đen này nghe được Lâm Uyên có đột phá thì cũng thấy cấn cấn, nếu như thiên phú cấp E của Lâm Uyên mà cũng có được tu vi thú vương 7 sao, vậy thì cũng bá đạo quá rồi đó. Lâm Uyên ở bên này cố ý nói lớn lên cho Ô Huyền Cổ hóng cùng, rằng bản thân đã cố gắng hấp thụ xong năng lượng còn dư lại sau buổi búp bẩn của hiệu trưởng kia, đã đạt tới thú vương 6 sao trung kỳ rồi. Lời này vừa ra lập tức khiến đám người Ô Huyền Cổ bụng miệng cười một trận. Ô Huyền Cổ khinh thường ra mặt, chỉ là chuyển biến một cảnh giới nhỏ thì đột phá cái quần què gì, hắn có thể an tâm rằng Lâm Uyên vẫn chỉ là một phế vật rồi. Chỉ có Tô Mộ Tuyết là thấy đám người Ô Huyền Cổ vô tri ngu ngốc thôi, Lâm Uyên nói thế nào là chúng tin như thế ngay được, bị dắt mũi đi mà còn tưởng bản thân thượng đẳng lắm cơ đấy. Hiệu trưởng Vương Đình tiến vào, xác nhận toàn bộ học sinh của mình đã tề tựu đông đủ, liền dặn dò mọi người hãy chuẩn bị thật tốt cho cơ hội tỏa sáng lần này. Ổng hy vọng rằng các học sinh của mình có thể bung lụa hoàn toàn khả năng của bản thân để cho mọi người biết ma đô thú đại tập trung toàn thứ giữ thôi. Hồi lâu sau, tại sân thi đấu của Yên Kinh Thú Đại, hiệu trưởng Tô Đế Diễm thượng đài đại diện hội đồng tổ chức cho các đội thi thực hiện nghi lễ tiến vào sân khấu chào sân cái nhẹ. Đầu tiên là đội hình của Yên Kinh Thú Đại, với trang phục chắc là muốn chơi karate tiến vào sân thi đấu. Tiếp đó là đến ma đô thú đại, với phong cách các anh thợ điện năng động. Tục xuyên thú đại thì chính là cái đội ngũ xanh ngát một màu xanh mà Vương Kim Trạch đá đều lúc nãy á. Đến tổ đội của Kinh Hàng Thú Đại thì bất ngờ người dẫn đội lại là một nhóc lùn trông cute ra phết. Lâm Uyên thấy giật mình nha, sao đội trưởng của Kinh Hàng Thú Đại trông như bé hạt tiêu mới học tiểu học thế này? Thì đúng là nhóc hạt tiêu dẫn đội Kinh Hàng kia còn bé thật, cậu ta là Hàn Ngôn mới có 14 tuổi thôi đó. Cái này khiến Lâm Uyên thấy cấn cấn này, thường thì 18 tuổi mới thức tỉnh thú hồn cơ mà. Đó là thông thường thôi, chứ bất thường thì vẫn phải có, được gọi là thiên vương thú hồn. Những người này khi mới sinh ra đã thức tỉnh thú hồn luôn rồi, hơn nữa thiên phú cũng cao cấp, vượt trội hơn người thường những 18 năm rèn luyện. Ví dụ điển hình như Hàn Ngôn, tuy cậu ta mới có 14 tuổi thôi nhưng đã ở đẳng cấp thú vương 8 sao rồi. Thú hồn cũng là loại hiếm có khó dây dưa tên là ngôn thú, có năng lực nói gì được nấy. Cơ bản thì thú hồn của Hàn Ngôn đã dung hợp đủ công, thủ, bổ trợ vào làm một luôn rồi. Vương Kim Trạch không nghĩ tới Kinh Hàng Thú Đại lại đẩy cả con át chủ bài này ra, thế tức là muốn thắng kèo giao hữu này lắm rồi. Nhưng cái khiến Lâm Uyên càng ngạc nhiên là thiên tài như Hàn Ngôn lại không được Yên Kinh hoặc Ma Đô thu mất. Lý do thì đơn giản lắm, tại Kinh Hàng ở gần nhà Hàn Ngôn nhất. Hàn Ngôn từ nhỏ đã được huấn luyện trở thành thú hồn sư rồi, dẫn tới năng lực tự lập của cậu ta quá thấp, phải có bố mẹ bên cạnh mới được. Hơn nữa sự liên kết của Hàn Ngôn và thú hồn rất cao, không thể tùy tiện ăn nói, dễ báo nhà lắm. Và bởi vì Kinh Hàng gần nhà Hàn Ngôn nhất, thành ra bọn họ không mất sức cũng vớ được bảo vật rồi. Quả thực là Hàn Ngôn có yếu kém về mặt kỹ năng sống đấy, nhưng mà chỉ cần thực lực của cậu ta đủ khủng bố thì những cái khác không là vấn đề nữa rồi. Toàn bộ các đội tuyển tập trung ở giữa sân đấu, hình ảnh của bọn họ cũng được live stream trực tiếp cho toàn quốc hóng cùng. Tiếp theo, Tô Đế Diễm sẽ phổ biến luật chơi cho kèo giao đấu này và sau khi ông ta giải thích xong, tức là giải giao hữu mở rộng toàn quốc sẽ chính thức bắt đầu. Tô Đế Diễm giới thiệu giải giao hữu toàn quốc giữa các tân sinh viên lần này sẽ có tổng cộng là 3 hạng mục. Lần lượt là cuộc chiến sinh tồn, cuộc chiến đấu trường và cuộc chiến đoàn đội. Cuộc chiến đấu trường chính là cuộc chiến chơi theo thể thức 10 chọi 10 nhưng mà đánh lần lượt, người thắng sẽ ở lại trên đấu trường khiêu chiến tiếp với đối thủ tiếp theo. Cứ luân phiên xa luân chiến như thế tới khi một bên không còn ai có thể thi đấu nữa thì thôi. Về cuộc chiến đoàn đội thì nó nhanh gọn hơn cuộc chiến đấu trường nhiều, cứ lùa toàn bộ thí sinh của một trường vào thành một nhóm rồi cho các nhóm vào hỗn chiến. Mục đích của cuộc chiến này là để khảo nghiệm năng lực kết hợp đoàn đội của mọi người hoặc là để cái giải đấu trông loạn hơn. Đặc sắc nhất có lẽ là cuộc chiến sinh tồn rồi. Ban tổ chức đã thảo luận và đưa ra phương án chốt hạ sau cùng, toàn bộ thí sinh sẽ thi đấu phần cuộc chiến sinh tồn ở Long Cốt Sơn Mạch nằm tại ngoại ô Yên Kinh. Ê cái tên này mới nha, Lâm Uyên chưa nghe thấy bao giờ luôn á. Vương Kim Trạch không nghĩ tới cái địa danh nổi như cồn này mà Lâm Uyên hoàn toàn không biết gì luôn á. Vương Kim Trạch không giải thích ngay. Mà hỏi ngược lại Lâm Uyên có biết trước khi căn cứ trung tâm ở Yên Kinh được dựng lên, đã từng có 10 con quái thú hoàng cấp tụ tập lại chuẩn bị úp sọt hội đồng Yên Kinh hay không? May mà Lâm Uyên không quá mức vô tri, cái tin tức này thì vẫn biết. Trong số 10 con quái vật kia, con hàng khủng bố nhất chính là Hắc Long Hoàng. Nó mạnh đến nỗi chỉ cần hà hơi thổi ngạt cái nhẹ là có thể thổi bay cả một thành phố nhỏ luôn á. Lâm Uyên nghe xong miêu tả mà thực sự không biết phải hình dung thế nào cho đúng với thực lực thật sự của con quái vật kia luôn, quá mức khủng bố rồi. Vương Kim Trạch còn có một tin khác, rằng con Hắc Long Hoàng kia là bị người dùng thủ đoạn để dụ nó từ bên phương Tây qua bên này cho mấy anh giai tung của hứng đạn đó. Tin tức này không biết có chính xác hay không, nhưng mà khả năng nó dấy lên thù hằn của mấy anh giai tung của với Tây Phương là khỏi phải bàn rồi đó.
Sau cùng thì, con Hắc Long Hoàng kia cũng bị trọi vỡ đầu bởi 10 quả bom hạt nhân. Sau một đoạn thời gian dài, cái chỗ mà Hắc Long Hoàng phơi thây đã từ từ biến hóa và hình thành một sơn mạch đặc biệt, gọi là Long Cốt Sơn Mạch. Nơi đó cũng tắm đẫm đạn hạt nhân, thành ra bên trong sơn mạch cũng sản sinh ra không ít hung thú biến dị có sức mạnh to lớn. Nghe đồn đâu còn có không ít hung thú cấp lãnh chủ chọn sơn mạch kia làm tư dinh đó. Ê mà từ từ, Lâm Uyên chợt để ý một điều, liệu rằng ở Long Cốt Sơn Mạch có còn bức xạ hạt nhân hay không? Cái này thì Vương Kim Trạch cảm thấy đã mấy trăm năm trôi qua rồi, lâu như thế Cước Châu cũng hóa bùn rồi, nếu bức xạ hạt nhân còn thì cũng chỉ còn lại một ít sâu bên trong Long Cốt Sơn Mạch thôi. Vương Kim Trạch còn tưởng là Lâm Uyên lo lắng bức xạ hạt nhân có thể ảnh hưởng tới cơ thể, nhưng mà chắc là không sao đâu. Nghĩ gì Lâm Uyên lại giam ba cái bức xạ đó chứ, cậu ta còn muốn càng nhiều càng tốt chứ là. Đối với Lâm Uyên, lần thử thách sinh tồn bên trong Long Cốt Sơn Mạch này đúng là một nguồn tài nguyên tu luyện miễn phí từ trên trời rơi xuống mà. Quay trở lại vấn đề chính, thì hiệu trưởng Tô Đế Diễm thông báo rằng chỉ cần các học sinh tham gia có thể trụ được 10 ngày ở trong sơn mạch thì có thể thu được 10 điểm tích lũy rồi. Mà thử thách này không phân biệt danh sách chính hay dự bị, tức là mỗi trường có thể thu được tối đa 120 điểm tích lũy. Bên cạnh đó, mỗi khi tiêu diệt mỗi quái thú cấp thú vương là có thể thu thêm 1 điểm, giới hạn là 10 điểm cộng thêm. Nhưng nếu có thể săn được quái cấp lãnh chủ thì điểm thưởng sẽ là 2 điểm và không giới hạn số điểm có thể kiếm được. Các học sinh nhao nhao hết cả lên, quái thú cấp lãnh chủ cũng không phải là cái mặt hàng bọn họ muốn làm thịt là làm thịt được ngay. Nhưng mà quy định cũng không hề yêu cầu học sinh phải đơn độc tiêu diệt quái vật, với quái thú cấp lãnh chủ chỉ cần đánh hội đồng là có cửa thắng rồi. Điều này khiến Tô Đế Diễm vô cùng hài lòng, các học sinh có ngộ tính cao như này thì trận chiến sinh tồn sẽ vô cùng thú vị luôn đấy. Sau khi trận chiến sinh tồn bắt đầu, thì các học sinh sẽ được đưa tới các nơi khác nhau trong Long Cốt Sơn Mạch. Bắt đầu bằng việc bem hung thú luôn hay là đi tìm đồng đội trước đều có thể tự do lựa chọn. Nhưng mà đừng nghĩ tới việc tìm chỗ trốn an nhàn qua 10 ngày thử thách, bởi giữa các trường đều có sự cạnh tranh. Không ai cấm các học sinh tìm cách loại bỏ trường đối thủ để chiếm lấy lợi thế cho bên mình cả. Tin tức này chắc chắn là một gáo nước lạnh dội lên những thí sinh cấp thấp rồi, bọn họ chắc chắn cũng sẽ bị săn đuổi không kém gì đám hung thú cấp thú vương ở trong sơn mạch mất. Tất nhiên cũng có những con kiến ngoại lệ, chính là Vu Mặc Huyền. Hắn tự tin chỉ cần bắt gặp được Lâm Uyên trong sơn mạch là hắn sẽ làm gỏi cậu ta luôn, công nhận là có nhiều con kiến hôi húng chóa dễ sợ. Tiếp theo đây, trận chiến sinh tồn sẽ bắt đầu luôn cho nóng. Các thí sinh có thể quay người về sau và sắp xếp theo đơn vị trường học mà tiến lên xe chuyên chở được rồi. Ở mỗi xe, đều sẽ có quân nhân trông giữ và hỗ trợ đầy đủ. Ngay trước khi lên xe, Tô Mộ Tuyết liền túm lấy tay Lâm Uyên kéo cậu ta lại nhắc nhở. Cô hứa rằng bất luận bọn họ có bị thả cách nhau bao xa, thì việc đầu tiên Tô Mộ Tuyết làm cũng sẽ là đi tìm Lâm Uyên trước. Tô Mộ Tuyết rất muốn lần này có thể đứng ra bảo vệ Lâm Uyên và cùng cậu vượt qua bài kiểm tra sinh tồn này. Lâm Uyên chiều cô bạn gái nhỏ của mình đồng ý ngay, dù sao thì lỡ có chuyện xảy ra thì Lâm Uyên cũng gánh Tô Mộ Tuyết quen rồi mà, cứ để cô tự tung tự tác thoải mái đi. Sau khi tiến lên xe, vị quân nhân đi theo nhóm học sinh của Ma Đô Thú Đại giới thiệu tên tuổi và trình độ thú hồn sư cấp lãnh chủ của mình, anh ta sẽ phụ trách sự an toàn cho nhóm học sinh Ma Đô Thú Đại. Anh ta phân phát cho mỗi thí sinh một chiếc đồng hồ đeo tay và căn dặn nếu có ai gặp rắc rối không thể giải quyết được trong sơn mạch, có thể thông qua chiếc đồng hồ kêu gọi anh ta đến cứu. Tất nhiên là làm thế cũng đồng nghĩa với việc bỏ cuộc khỏi cuộc thi sinh tồn luôn. Chiếc đồng hồ kia ngoài công năng cầu cứu ra thì nó còn là một thiết bị ghi nhớ số lượng quái thú mà thí sinh đã hạ sát được nữa. Mỗi một chiếc xe chuyên chở đều sẽ có một quân nhân như này đi bảo kê, tức là bên phía quân đội đã điều động không ít tay to cấp lãnh chủ đi bảo vệ thí sinh rồi đó. Trước khi tới được Long Cốt Sơn Mạch, tất cả thí sinh cần đeo bịt mắt lên để tránh việc bọn họ biết trước được vị trí đồng đội được thả xuống mà nhanh chóng tập hợp lại. Tranh thủ lúc mới di chuyển đang còn nhiều thời gian, Lâm Uyên muốn hỏi luôn rằng quái vật mà cậu săn được ở trong sơn mạch thì chiến lợi phẩm có cần phải nộp lên hay không. Anh giai quân nhân kia lú luôn, không nghĩ tới Lâm Uyên lại chỉ quan tâm tới cái chuyện này. Nhưng mà theo luật thì chiến lợi phẩm học sinh săn được không cần giao nộp, săn được bao nhiêu thì kiếm riêng được bấy nhiêu thôi. Sau khi nhóm người bịt mắt lại và ngày càng đến gần Long Cốt Sơn Mạch, anh giai quân nhân kia mới để ý Lâm Uyên có hành động lạ. Cậu ta đang gõ mật mã để truyền tin cho anh giai quân nhân, khiến anh ta có thể cảm nhận ngay được Lâm Uyên không hề đơn giản chút nào. Cũng không biết là ai đã đào tạo được nhân tố bí ẩn này nữa. Video của mình đến đây đã hết rồi, bên trên là nội dung phần 5 của bộ truyện. Nếu các bạn thấy hay, nhớ like, đăng ký kênh để Pi có nhiều động lực làm thêm những video hay hơn nữa nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại vào ngày mai. Bye bye anh em!